thấy không? Thấy à? Ghế ngồi thì rộng rãi nhá, không gian thì thoải mái nhá, đầy đủ tiện nghi này. Hả? Chồng phải nói mãi, đại lý mới cho mượn đấy. Thế à? Cho mượn một ngày để hai vợ chồng mình đi thử, nếu thích thì mình bỏ tiền ra mua. Mình cũng phải có một cái xe ô tô để thỉnh thoảng đưa vợ đi chơi hay đưa vợ đi làm. Thế sao không mượn 2-3 hôm cho nó được sung sướng về một ngày? Thôi. Cái gì kêu ấy? Điện thoại. Cái gì đâu mà. Đây này, điện thoại gọi đến nó vào máy này, nhưng mà anh sẽ kết nối sang Bluetooth. Thế là nó kêu này thôi. Điện thoại à? Ừ, để anh thể hiện cho em xem nhá. Nhìn thế này. Alo. Alo anh à, anh rảnh chứ? Thì anh nói chuyện với em được không? Thì sao thế? Thôi, mất anh sóng nhá. Alo, không nghe thấy gì nhá. Ai đấy? Ai? Tôi hỏi con nào đấy? Con nào? Người khác giới mà, con nào đâu? Biết là người khác giới rồi nhưng mà tôi hỏi là con nào? Con gái. Giỏi nha, con gái à. Ôi giời ơi, nó lại gọi lại này. Nghe đi. Đang lái xe nghe mà sao được. Lái xe đâu mà lái xe? Xe đang đỗ mà lái đâu mà. Chị đang đỗ nhưng mà... Các bạn ơi. Alo, anh Hoàng à? Ôi trời. Tuấn này à, mày làm anh hết cả hồn. Đau tim quá. Em có việc hỏi anh đây. Cái gì? Anh có nhớ ngày trước anh em mình đi massage ở cái phố Trần Duy Hưng ở chỗ nào không nhỉ? Thằng điên, đi massage bao giờ? Tao đi massage với mày bao giờ? Mày đừng có mà hỏi nhố nhăng thế nhá. Mày say à? Thôi, tôi lạy anh. Anh rủ tôi đi, anh bảo là hôm nay chắc chắn anh giới thiệu cho tôi em 63 của chị. Khổ quá nhỉ. Mày bị điên à? Hả? À đau. Trời ơi. Anh có đi với mày đâu. Hôm đấy anh bỏ về với vợ. Mày cứ một mình mày đi còn gì nữa. Mày không tin mà hỏi chị. Chị đang ngồi cạnh anh, đang nghe điện thoại đây này. Ôi tôi chết rồi. Chắc là em nhớ nhầm đấy. Em nhớ là anh say xong anh về nhà cơ mà nhỉ. Thôi nhá. Em chào anh nhá. Này, Tuấn ơi, từ anh hỏi này. Thời tiết hôm nay thế nào? Sao lại thời tiết nhỉ? Thời tiết ở đâu hả anh? Ở Kosovo ấy. Kosovo là như nào? Ý anh muốn hỏi là chỗ em đứng ấy, hôm nay thời tiết thế nào? Thời tiết thế nào á? Thời tiết bình thường, anh hỏi mỗi thế thôi gì? Thế thôi nhá. Không, làm sao mới thế nhỉ? Mà sao mày cứ cuống lên này? Mày đang nói chuyện với anh mà làm sao mày cứ cuống lên thế? Anh hỏi thế này, câu này mới là quan trọng thế này. Câu gì? Chỗ em đứng ấy, hôm qua thời tiết thế nào? Hôm qua thời tiết thì cũng bình thường. Anh làm sao nhỉ? Lòng ngoằng, thế thôi nhá. Thôi! Còn câu này, còn câu cuối cùng này, câu này mới là quan trọng thế này. Tuấn ơi, mày chú ý mày trả lời cho anh nhá. Ôi dồi ôi, đang bao nhiêu là việc thế này. Thôi ông hỏi nhanh lên nào. Kìa, sao thế? Hỏi đi. Hỏi đi. Thế thôi nhá, tôi đang bận đấy. Bao giờ thì trời mưa? Ông đừng bị điên à? Bao giờ thì trời mưa? Vớ vẩn, thế thôi nhá. Này, lại con này nó gọi này. Nghe mày đi. Không nghe. Ông không nghe hả? Tôi nghe. Okay. Alo, sao anh không gọi cho em? Làm sao tôi phải nghe điện thoại của cô? Sao tôi dưng dọc lại xa cách thế? Anh giận em à? Làm sao tôi phải giận cô? À, anh không ở một mình hả? Chúng tôi đang đi siêu thị. Anh đi siêu thị với ai đấy? Đi với người nhà. Ô, em trai à? Không. Em gái? Không. Với mẹ? Đã bảo không mà lại. Thế với ai? Anh và bố anh hôm nọ vừa bị tai nạn mất hôm kia. Vợ anh thì bị ung thư mất hôm qua. Thế đơn thì còn ai? Quá trời ơi. Chúng tôi đang bóp cổ nhau đấy này. Mất đâu mà mất. Anh Phan đấy à? Phan nào? Tôi là Hoàng cơ mà. À, em xin lỗi, em gọi nhầm máy. Trời
ơi. Ừ. Thấy chưa? Nhầm máy. Con điên của Liên Hợp Quốc. Con điên của Liên Hiệp Quốc à? Diễn như đúng rồi nhỉ. Này, con này biết thừa rồi nhá. Đấy là chẳng qua ông nói với nó là vợ ông đang bóp cổ ông thì nó mới không tuôn ra. Chứ không thì nó chả tuôn ra một tràng rồi nhá. Lại còn đánh đi với cả người nhà. Người nhà nào? Chứ không người nhà này là gì? Mình cưới nhau là 12 năm rồi. Đó, ở với nhau là 12 năm. Chứ chả là người nhà này là gì? Này tôi hỏi ông, người nhà cái gì à? 10 ngày hôm nay rồi, ngày nào ông cũng 2-3 giờ sáng ông mới về. Trên người ông thì đây là mùi nước hoa ra, mà toàn mùi nước hoa lạ nhá. Xong rồi còn cổ đây này, đầy son ra. Ông đi đâu, ông làm gì, ông nói ra hết xem nào. Thôi đi. Bà đến nước này nhá, tôi nói tuyệt ra đấy nhá. Lành là làm gáo, vỡ là môi. Tất cả những cái việc đấy là tôi thuê đấy. Cô có biết là tôi đi làm về tôi cố tình xịt nước hoa vào người để làm gì, cô biết. Chắc chắn là cô không bao giờ biết được đâu. Tôi cố tình tôi vạch vết son vào cổ áo để làm gì, cô biết không? Chắc chắn cô không biết được đâu. Mà hôm nay nữa, tôi thuê thằng Tuấn, tôi dặn thằng Tuấn nó gọi nó rủ tôi đi massage, rồi tôi thuê một cô gái lạ để làm gì, cô biết không? Đó. Chắc chắn cô không biết được đâu. Bây giờ tôi nói luôn cho cô biết thế này, tôi làm như thế là để cho cô ghen đấy nhá. Là để cho tôi biết được là cái tình cảm của cô đối với tôi như thế nào. Chứ 12 năm nay ấy, đi về cô toàn nửa tay ra, cô bảo tiền đâu, tiền đâu, tiền đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi biết rồi, tôi biết cái bộ mặt của cô rồi. Là cô có ghen. Cô có ghen có nghĩa là cô còn yêu tôi. Tôi hứa với cô, từ nay không bao giờ tôi thuê người làm cái trò này nữa. Được chưa? Sao anh ngốc thế? Không sao phải làm như thế. Anh có thuê người là không thuê người, em vẫn cứ yêu anh cơ mà. Chị nói nhá. Bỏ ra. Ôi người ta xin lỗi mà. Chị cứ bỏ ra. Ôi mà, em biết em sai rồi, em xin lỗi nhá. Cho người ta ôm một tí. Oh, my God.